Anh ghép đồi á? Anh ghép đồi thằng này á? Em biết thằng đều không? Hả? Mày nói gì? Mày tin tao đấm mày vỡ mồm không? Thôi! Ôi. Anh làm em sợ đấy. Còn em ấy không xứng với anh đâu. Anh! Này 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 này! Thôi! Coi như là tao thí lại cho mày. Cái... Anh ơi, nắng ấm xa dần, trời đông trở gió, em cần anh thôi. Ôi, đã bao giờ nghe mấy câu này chưa? Lúc mà chơi Au Beat Audition nghe. Chưa, lần đầu mình nghe. Lần đầu nghe, không nghĩ là có sự chuẩn bị căng như thế này đúng không? Hello Trang, Trang có hẹn anh là lên đây ngày hôm nay sẽ ghép đôi cho Trang đúng không? Ok, thì bây giờ em có thể giới thiệu một chút về bản thân. Vì anh thì biết em rồi nhưng mọi người thì chưa biết em là ai. Giới thiệu tên này, tuổi này, quê. Xin chào mọi người, em là Nguyễn Quỳnh Trang. Em năm nay 24, là quê ở Phú Thọ. À, rồi ôi, Phú Thọ đấy các bạn ạ. Chật chát đấy. Gái đất tổ không biết có làm khổ ra từ phương hay không đây này. Thế bây giờ hôm nay em có nhờ anh là hẹn một bạn nam lên đây để ghép đôi cùng em đúng không? Thế thì lý do gì mà khiến hai bạn gặp nhau? Thì khoảng một tháng trước em với cả bạn của em đi chơi, thì vô tình gặp bạn ấy, thì nhìn bạn ấy cũng ưa nhìn, cũng hợp gu với em. Thế nên là em nhờ bạn em xin info hộ. Xong rồi về stalk Facebook của người ta thì người ta cũng có chung sở thích với em là nhảy audition. Nên là em cũng gọi là chủ động, cũng rủ người ta chơi cùng và kiểu đúng đúng lửa gần hơn đâu này cũng bén đấy ạ. Dạ, càng ngày càng thích hơn, càng ngày càng mê hơn, thế là nói chuyện với nhau cũng hợp. Xong rồi bọn em cũng cô video, cũng gọi điện, cũng đi gặp nhau một lần rồi, thì theo như em thấy thì bạn đấy cũng thích em, tình em với em. Ok, và em là người đã hẹn bạn nam ra đây đúng không? Tức là bạn ấy sẽ không biết là có buổi ghép đôi ngày hôm nay. À, thế bạn ấy đang đâu rồi? Sắp tới chưa? Em không biết, hình như là gọi điện bạn ấy chuẩn bị tới đến rồi ạ. Ok, thế bây giờ mình sẽ đứng chờ bạn nam và sau đấy thì anh sẽ phỏng vấn bạn ấy nhá. Dạ vâng ạ. Ok. A few moments later. Ê, có phải là bạn nam áo nâu đang đi từ xa kia đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ôi, cũng bảnh đấy. Hello, xin chào bạn. Sao mọi người đang quay cái gì ấy? À, em bảo với anh là đi cà phê còn bảo. Thì hôm nay... Được rồi, để Vy Hoàng giải thích cho. Thì bạn có thể thấy đang có rất là nhiều thiết bị ở đây đúng không? Ngày hôm nay Trang đã hẹn bạn và cũng như là hẹn Vy Hoàng lên đây để tổ chức chương trình ghép đôi. Và người ghép đôi nam chính đấy chính là bạn. Thì không biết là bạn đã xem chương trình của Vy Hoàng bao giờ chưa? Chương trình của bạn thì mình cũng có xem qua rồi. Có xem rồi đúng không? Thì hôm nay Trang rất là tâm huyết, Trang nhắn tin cho mình từ cách đây 2 tuần trước rồi. Nên ngày hôm nay thì ekip mới sắp xếp thực lịch để mời bạn lên đây tham gia. Thì không biết là bạn có đồng ý không? Thôi cũng ok ạ. Ok, thì xin phép để Vy Hoàng ghi hình nhá. Ê này, thật sự hôm nay tôi không biết là bạn Trang lên đây để ghép đôi với cả bạn nam hay là ghép đôi với tôi với bạn nam ấy. Sao màu áo nó lại giống nhau như này nhỉ? Thật đấy. Có sự trùng hợp đấy nhở. Rồi ok, thế bây giờ mình vẫn tập trung vào nhân vật chính đi. Hai bạn giới thiệu, tìm hiểu và làm quen. Thì chắc là các bạn ở nhà cũng đang nói chuyện với nhau nhiều rồi đúng không? Nhưng mà những người xem chương trình thì chưa biết hai bạn là ai thì mời bạn nam mình sẽ giới thiệu trước nhá. Xin chào bạn, chào chương trình. Mình tên là Tống Anh, sinh năm 99. Công việc hiện tại của mình thì đang làm mẫu ảnh. Ngày trước thì mình có học đại học kiến trúc. Ok. Rồi, thế còn bạn nữ thì sao? Học gì em? Em tên là Nguyễn Quỳnh Trang. Hiện tại em 24 và em đang làm livestream TikTok ạ. À, bạn này là học kiến trúc đúng không? Còn đây là idol livestream. Rồi. Thế cơ duyên gì mà hai bạn gặp nhau vậy? Ngày trước thì mình cũng có xem cái livestream và chơi game Audition. Còn mình thì cũng có hay chơi cùng với nhau. Thấy thích. Tức là lúc đấy thấy bạn ấy like, chơi game Audition, xong bạn mới tìm hiểu và bạn vào game Audition, vũ trụ Audition để bạn chơi cùng. Đó, hay nhờ, cũng là một cái cơ duyên đấy. Cái game đấy là một trong những game như kiểu game ghép đôi của tôi các bạn ạ. Cho em xin phép tí. Ôi giời ơi, nó gọi là tinh tế chưa? Người đàn ông trưởng thành chưa? Để ý rất đấy, tiểu tiết luôn đấy. Mời đến, mời đến. Ok. Trời ơi, tinh tế không? Thế không? Tôi sẽ tưởng tìm. Ali mê lắm. Mê lắm đây này. Ok, bây giờ Vy Hoàng sẽ đặt ra một thử thách dành cho hai bạn nhá. Bây giờ các bạn gặp nhau ngoài đời rồi đúng không? Ở trên game đã bao giờ thả thính nhau chưa? Thì cũng có chút chút. Thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng đúng không? Thì bây giờ thử thách tiếp theo sẽ là thử thách gây ấn tượng với đối phương bằng một câu thả thính, hoặc bằng một hành động, hoặc bằng một tài năng của bạn. Bắt đầu từ bạn nam trước. Anh thì từ trước giờ không biết thả thính và cũng chưa thả thính ai bao giờ. Thôi, mày đừng có bốc quát. Nhưng mà sau này anh thấy bóng mắt của em hơi to đúng không? Em thức khuya nhiều đúng không? Đấy, ý của người ta là không biết thả thính, tôi chỉ biết hành động và quan sát thôi. Đấy là một trong cái sự gây ấn tượng rồi. Thằng này khá và rồi. Em, thế bình thường chơi Au2, Au BEAT, Audition thì bạn nam cũng không thả thính được như thế à? Dạ vâng ạ. À, tức là cũng biết rồi, cũng không bất ngờ đúng không? Thế nhưng mà chắc em là cái người văn vẻ hơn này, em hay thả thính hơn đúng không? Bây giờ thả thính bạn nam đi. À, anh ơi, nắng ấm xa dần, trời đông trở gió, em cần anh thôi. Anh ơi, nắng ấm xa dần, trời đông trở gió, em cần anh thôi. Ôi, đã bao giờ nghe mấy câu này chưa? Lúc mà chơi Au BEAT Au2 Audition ấy. Lần đầu nghe. Không nghĩ là có sự chuẩn bị căng như thế này đúng không? Đúng. Bây giờ cho Vy Hoàng hỏi thật này, bạn nam đã chơi game Au BEAT Au2 Audition với các bạn nữ rồi, mà hai bạn ấy nhờ hay call video với nhau mà cũng đã từng đi chơi nhau một lần đúng không? Vì Vy Hoàng đã được nghe bạn Trang chia sẻ, thì bạn có một chút nào gọi là rung động hay tình cảm với bạn nữa? Rung động mà, nói về rung động thì cũng có chút. Có chút. Thế còn Trang, giờ đây là cơ hội để em thổ lộ đấy, em nói thật đi. Em có cảm xúc gì với cả bạn nam không? Thì thật ra mấy lâu nay thì em đã say nắng bạn ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi ạ. Tức là cũng thích thật, cũng gọi là có một chút gì đấy là thiện cảm thật. Thử thách thứ hai, thể lực, test sức khỏe bạn nam bắt buộc có tương tác với bạn nữ. Bạn nam sẽ bế bạn nữ đứng lên ngồi xuống. Bao nhiêu cái tùy bạn nam nhá, tùy sức nhá. Bắt đầu, xin mời. Đúng rồi, chính xác bế như thế đấy. Ông này chứng tỏ là quá xem format của tôi nhiều này. Chụp chạp đấy, vào lì đấy. Đấy, chưa? Em, làm gì ở đây đây? Em ở đây với thằng này làm gì? Ủa gì vậy? Thế còn bạn là ai? Bạn ấy là crush của em. Crush của em, tức là em crush bạn ý? Bạn ấy crush em. Bạn ý crush em? Ảo thật đấy. Cho Vy Hoàng giải thích một tí nhá. Hiện tại thì là bạn Trang có mời Vy Hoàng là tạo nên buổi ghép đôi ngày hôm nay để ghép đôi cùng với các bạn nam ở đây. Anh ghép đôi á? Anh ghép đôi thằng này á? Em biết thằng đểu không? Hả? Mày nói gì? Mày tin tao đấm mày vỡ mồm không? Thôi! Ôi. Anh làm sợ đấy. Mà đểu là sao? Không biết nó à? Nó chơi con gái nhà người ta bỏ nhá. Bạn anh này trước là nạn nhân của nó nhá. Nó cậy nó con ông cháu cha ấy. Không ai dám làm gì nó cả. Mày tin mày nói không nữa không? Anh này nói như thế có đúng không ạ? Rồi được rồi, các bạn bình tĩnh đi. Sao bây giờ như thế nào nào? Anh, lời anh đấy nói có phải không? Thì cho con gà này rồi. Ừ, anh như thế. Làm sao? Hóa ra là bao nhiêu lâu nay anh tiếp cận tôi chỉ vì mục đích như thế thôi à? Không thể ngờ được. Chẳng qua thì anh thấy em cũng ngon, tính sơ múi tí mà. Thế mà bây giờ anh thấy thằng nghèo hèn nó lại hợp với em đấy. Còn em ấy không xứng với anh đâu. Anh! Này! Thôi, ở đây kia, toàn thanh niên, các bạn đừng động tay động chân như thế. Chúng tôi có ghi lại các khoảnh khắc này luôn đấy. Coi như là tao thí lại cho mày. Tao ảo thật đấy. Cái... Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thôi đừng có buồn nữa. Cũng may anh tới kịp, nó cũng chưa lừa được em cái gì. Em cho anh một cơ hội nhé. Thực sự là anh thấy bạn nam kia cũng không xứng đáng với em đâu. Và tại sao quen bạn nam này một thời gian rồi đúng không? Biết bạn ấy thích mình rồi nhưng em vẫn chưa cho bạn nam một cơ hội. Không biết nữa. Tức là cũng không biết về vấn đề cảm xúc của mình đúng không? Em có muốn nói điều gì thêm với bạn nữa không? Anh có thể cho anh một cơ hội được không? Anh đã chờ em bao nhiêu năm rồi mà. Thôi như này đi. Bây giờ bạn nam kia cũng đi rồi. Và đúng với format ghép đôi, anh muốn hỏi là bạn nữ em có thể cho bạn nam một cơ hội để được ghép đôi với em hay không? Và sau đó quyết định của em như nào thì bạn ấy cũng đều tôn trọng. Nhưng đây là một cơ hội để bạn ấy được giải bày và được bày tỏ với em. Ok, được rồi, thì em đứng ở đây. Em thích chơi Audition, Au2, Au BEAT, anh cũng chơi cùng em. Bao nhiêu tiền anh đi làm anh cũng cho em. Vậy mà bấy lâu nay em không có chút tình cảm gì với anh à? Em có thể cho anh một cơ hội được không? Bạn ý đi làm và bạn đưa hết tiền cho em á? Dạ không phải đâu ạ. thì những ngày kỷ niệm, những ngày lễ, ngày Tết thì bạn đấy nhớ đến thì bạn đấy tặng quà cho em vậy thôi à. Có đúng như thế không? Vâng. Chắc bạn ấy run nên là cái giải bày của bạn ấy nó hơi mang tính hiểu nhầm. Anh phải làm rõ cái vấn đề này không thì mọi người xem cũng sẽ hiểu nhầm hai bạn đấy. Được rồi, bây giờ xin mời hai bạn quay lưng vào nhau nào. Và bây giờ, sau 3 giây tiếng đếm của Vy Hoàng, nếu hai bạn đồng ý cho nhau một mối quan hệ để đi xa hơn vì các bạn đã biết nhau rồi thì hãy quay mặt lại, và nếu như không đồng ý thì đi thẳng. 10 giây, bắt đầu. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Xin mời câu trả lời từ hai bạn. Chắc chắn chưa? Nếu chắc chắn thì cả hai bạn gật đầu cho anh nào. Ok, rồi xin mời bạn nữ quay mặt lại nào. Bạn nam có muốn nói điều gì không? Em đến cuối cùng thì em cũng không cho anh một cơ hội. Thật ra từ trước đến nay em chỉ coi anh như một người bạn, không hơn, không kém. Anh chờ đợi em suốt 2 năm qua, em yêu ai, thương ai, anh không quan tâm, em không thương anh một chút nào ra. Thì quyết định của em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà, em thật sự xin lỗi anh. Không sao em ạ, có những đôi giày nó sẽ vừa chân mình, nhưng có những đôi giày thì không phải là của mình. Anh nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều người xem số này và các bạn sẽ thương, rất yêu quý em và các bạn ấy rung động bởi sự chân thành của em. Bởi vì một chàng trai chung thủy bây giờ ấy, anh nghĩ là họ được trân trọng, em là một trong những người được trân trọng. Vậy thì thôi, mình hãy cứ tiếp tục tham gia vũ trụ Audition, tiếp tục chơi Au2, Au Beat, Audition. Lên đó sẽ vẫn có rất nhiều người tốt, vẫn có nhiều bạn nhảy với em, hợp gu với em, và em xứng đáng gặp được những người tốt hơn mà, đúng không? Thì các bạn ý cũng sẽ làm quen và yêu cái sự chân thành này của em. Không sao cả, mình đàn ông mạnh mẽ nhá. Cảm ơn em rất nhiều vì đã tham gia chương trình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại em. Bye bye. Eyes annoyed you all night. She might be drinking lies all night.